Là dân Thủ Đức thì bạn đã biết một quán phở nổi tiếng nằm trong top 10 quán phở được yêu thích nhất hay chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Kim Hưng khám phá nha! Dạ, em chào chị, em là Kim Hưng. Em đến từ chương trình Phở Xuống Phố hướng đến ngày của phở ngày 12 tháng 12 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Dạ, hôm nay thì chương trình sẽ đến với quán Phở Thy để review xem là một tô phở ngon sẽ là như thế nào. Rồi, chị chào em. Quán phở của chị thì chị làm rất là đa dạng món, hầu như là tất cả các món về bò đều có. Những món căn bản như là tái, nạm, gầu, đồ gì là có đầy đủ. Nhưng mà bên chị sẽ có những món đặc biệt hơn là như là xi quách nè, đuôi nè, lõi rùa nè, rồi có cả tỉ dây, tỉ nhừ nữa. Cái những món đó ít lắm. Ít chỗ có, nên là những món đó là những món đặc biệt của Phở Thy đó. Một tô phở nóng hổi với đa dạng các món ăn kèm chính là dấu ấn của Phở Thy trong lòng thực khách. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguyên liệu đầu vào đến sự chăm chút trong khâu nấu nước phở, khiến cho không ít người đến ăn đều hài lòng ngay từ lần đầu thưởng thức. Nếu mà hầm xương, hầm thịt thì ai cũng hầm được, nhưng mà làm sao để hầm mà nó ngon chị? Là nó ra một cái nước phở. Thực ra thì ngon thì cứ hầm chất lượng vào. Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là chất lượng nghĩa là nhiều vô. Không có tiếc không chị? Rồi thứ hai không phải không tiếc, nhưng mà mình phải làm sao cho chất lượng nó tốt nhất, cao nhất để mà khách hàng ăn là phải hài lòng liền. Thứ hai là mình nấu làm sao cho đó giống như cái nước phở cho nó trong đồ này kia cái thứ, nó không có mùi này mùi kia, hay người ta hay gọi mùi bò này kia thứ vậy đó. Thì khi mà mình ăn giống như một cái cọng phở mà nó khô, nó to giống như là cái cọng bún bò vậy đó, thì nó ăn cảm giác nó rời rạc, phở là phở, nước là nó không có liên quan gì. Nhưng mà khi mình ăn cọng phở nhuyễn mềm này kia thứ, mình nó sẽ cảm giác một cái tô phở nó rất là ngon, nó là tròn vị. Còn em thấy ở trong cái tô phở này nó có cái phần này. Đúng rồi, cái đó là nạm bè đó. Nạm bè. Đúng rồi, đó em thấy không? Nó giống như thịt ba chỉ vậy đó. Vừa lớp mỡ, lớp nạc, lớp gân, đồ đủ hết á. Là trong một cái nạm nhưng mà nó có đủ hết tất cả những cái yếu tố từ mỡ, gân cho tới thịt nạc. Cái này thì chị chỉ trừ những khách mà người ta không ăn mỡ được, người ta sẽ không ăn. Người ta sẽ ăn nạm gầu là nạc không. Còn đa phần là người thích ăn cái này, nó vì nó vừa mềm mà nó vừa nó thơm mềm, nó không có bị sạm. Bị sạm là kiểu như là ăn nạc không, nó khô, nó cứng. Đúng rồi. Chị, cái nạm bè này á, em đi ăn nhiều quán phở nhưng mà em chưa có thấy cái nạm bè này, thì tại sao nó lại hiếm như vậy? Tại vì cái nạm bè này á thì khi mà luộc lên nó hao lắm. Ủa tại sao hao chị? Thì nó rút, nó mở đồ nhiều nên là luộc lên nó rút lại á. Là nó sẽ bị săn lại, ví dụ đúng như mình 3 kg nó còn có 1,5 kg đúng không? Đúng rồi, còn ít hơn 1,5 kg. Hầu như người Việt nào cũng đều thích phở, và khi muốn ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng thì phở là một trong những lựa chọn hàng đầu. Phở Thy sáng cuối tuần cũng kín hết bàn, hầu hết là những khách hàng đến ăn vì yêu thích hương vị phở nơi đây. Mình đến An được một quán phở mới thành lập. Tại vì gia đình mình cũng thường trong tuần cũng thường hay ăn phở, với lại dù như hàng ngày đi làm thì cũng qua ăn phở. Thường phở là cái món mà mình ăn chọn đầu tiên vào buổi sáng. Chất lượng của những cái nguyên liệu trong cái tô phở này là mình cảm thấy hài lòng. Phở Thy được nấu theo phong vị phở miền Nam với sự gia giảm hương vị phù hợp với những người yêu thích sự đậm đà. Trong chuỗi hoạt động Phở Xuống Phố hướng đến ngày của phở ngày 12 tháng 12 sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm phở với đa dạng sắc màu, từ những quán phở Bắc gia truyền đến những quán phở Nam Bộ được biến tấu để chiều lòng thực khách. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của Phở Xuống Phố trên tv.tuitrẻ.vn. kênh TikTok Báo Tuổi Trẻ và các nền tảng số khác.